Quay trở lại với review bá đạo của Chuyên Bóng Đá. Ngày hôm nay mình vừa mới phát hiện ra được một bộ sưu tập các món đồ của Chelsea cực kỳ là bá đạo, cùng một bạn nữ fan Chelsea cũng bá đạo không kém. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi khám phá xem bộ sưu tập này có gì đặc biệt nha. Và đây chính là bạn nữ mà mình vừa nói đến. Mời bạn Linh Sammy hãy giới thiệu một chút về mình. Hello tất cả mọi người, mình tên là Linh Sammy và mình đến từ Hà Nội. Mình đã là fan Chelsea được 7-8 năm nay rồi. Và bây giờ mời các bạn đến với bộ sưu tập của mình nhé. Wow, xin cảm ơn bạn Linh Sammy đã cho Chuyên Bóng Đá cơ hội được chiêm ngưỡng bộ sưu tập này. Ok, ui, quá là nhiều luôn. Không biết là nên bắt đầu từ đâu đây. Ở đây có một con gấu này. Bên này là cái thử... Cái tập này đi nhỉ? Tập này tập gì? Đây là những gọi là sao nhỉ? Bìa tạp chí. Và nhiều khi tạp mà chí bạn nhỉ? Khi mà bạn mua membership của cái năm đấy thì mỗi một tháng bạn sẽ được một bìa tạp chí mang về. Thì một tháng sẽ được có một quyển tạp chí. Đúng rồi. Ở đây có rất nhiều tạp chí này. Tại vì là mình mua membership trong vòng 2 năm cho nên là mỗi một tháng nó sẽ gửi cho mình cái. Đây là còn chưa hết đâu nhá, mình còn một vài quyển nữa nhưng mà mình không thể mang về được. Bạn có thể mở ra xem bên trong có gì được không? Đây. Ví dụ quyển này là từ quyển này hồi là Magic này. Khá là lâu rồi đấy. Đây Côn từ hồi vẫn còn Conte. Theo như các bạn thấy nhá, thì bìa tạp chí mà có hình ai thì trong quyển tạp chí đấy sẽ nói rất nhiều về người đấy. Tức là kiểu nhân vật chính của từ tạp chí đó phải không? Có nghĩa là vẫn có rất cả nhiều thông tin khác nhưng mà nó sẽ nói nhiều hơn về cái người đấy. Đây. Mặt tích hôm nay chủ nhân. Mặc dù là mặt tích bây giờ không còn ở Chelsea nữa. Cái bên dưới là Buckley phải không nhỉ? Đúng rồi, Buckley. Có thể cho xem mấy cái bên dưới nữa không? Tiếp đây. Đây. Lần lượt ra. Đây là quyển yearbook. Là yearbook là như nào? Là có nghĩa là nó sẽ tổng hợp tất cả những thông tin về cái mùa đó. Và cái này là của mùa 2016 và 17. Thì như các bạn có thể thấy đấy. 16-17 đấy cả. Terry với con Terry kìa. Đúng rồi. Đó, okay. Có với con Conte này. Các thứ Begovic, có các thứ luôn. Eduardo, đây, Coutoy này. Nói chung là cái này cũng khá là lâu rồi. Đó, các thông tin về các cầu thủ của năm đó. Zuma đẹp trai kìa, trai đẹp, trai đẹp Kante này. Trời ơi. Lê Tút Trách, Ui Miken này, toàn trai đẹp thôi. Bên dưới có gì nhỉ, những quyển bên dưới có gì đặc biệt không? Mình thấy có một tấm poster à? À, cái này là của mùa nào ấy nhỉ, mình cũng không nhớ luôn. Đây là cái gì? Đây là cái tờ mà mình có thể ghi tất cả các tỷ số của cái mùa giải đó của Premier League. Đây là của mùa 16-17. Đâu, để chút mình zoom vào. Xin lỗi các bạn, chữ mình hơi xấu một tí. Sao? Mấy cái này là bạn mua ở đâu nhỉ? Cái này là cùng ở trong bộ membership. Nó sẽ đi kèm. Nhà mua ở bên Anh phải không? Đúng rồi, ở bên Anh. Wow. Một bạn nữ fan Chelsea ở bên Anh. Nó có rất nhiều những món đồ của Chelsea. Có những quyển mình còn chưa kịp bóc. Ví dụ như thế này. Đây là mình sẽ bóc một cái cho các bạn xem. Tôi bóc luôn. Đây là ai nhỉ? Đây là một người cực kỳ đặc biệt. Ta-ta-tan. Hazard, wow. Mặc dù đang rất là có nhiều tin là Hazard sắp chuyển sang Real nhưng mà mình vẫn mong có một điều gì đó kỳ diệu. Đó. Và đây, cái khung ảnh này thì là như nào nhỉ? Mình thấy nó khá là đặc biệt. Khung ảnh này thì mình được bạn mình tặng cũng phải được tầm 3 năm rồi đấy. Như các bạn có thể thấy là mình có thể customize vào số áo của thủ môn này và tên.
có thì... tên bạn kia phải không? Sammy. Đúng rồi, thì Sammy và số 8 đó là số của Lam Phát, bởi vì idol của mình là Lam Phát ạ. Idol là Lam Phát. Và các bạn có thể thấy ở dưới là một vài chữ ký và hầu hết những người có tên ở đây đều đã đi rồi. Rất là đặc biệt, cái này cũng mua ở bên Anh nốt phải không? Đúng rồi bạn. Những món đồ này chủ yếu mua ở bên Anh nhỉ? Đúng rồi. Tại vì mình ở bên Anh cũng khá lâu mà. Còn đây là một xấp vé, mình khá là ấn tượng với xấp vé này. Đây, để mình tìm xem là trận đầu tiên mình đi xem là trận nào. Đây, trận đầu tiên mình đi xem là của Chelsea và Manchester United. Chelsea, Manchester United. Yeah, từ hồi 2015. Đúng rồi. Thì đây là trận đầu tiên mình đây đi xem. Đây là những cái gọi là cái cuốn vé phải không? Ticket. Ừ, nó là cái vé luôn. Vé luôn. Đó. Còn cái nào nhiều nào? Một cái. Đây là Chelsea và Liverpool thì mới năm ngoái thôi. Thực ra là hai mùa trước nhưng mà nó đúng là năm ngoái. Chelsea và mình xem khá nhiều trận với cả Manchester United, mình cũng không biết tại sao. Cái này là mùa 16-17 này. Thế này là Chelsea Arsenal. Cũng mùa 16-17 luôn. Đây có thể nói là niềm mong ước của không biết là bao nhiêu các bạn fan Chelsea ở Việt Nam. FA Cup. FA Cup với cả Manu, nhưng mà trận này thực sự là nó rất là buồn ngủ. Mình phải nói thật là hơi buồn ngủ một tí. Đây mình còn... những xuất vé này có thể nói là niềm mơ ước của rất nhiều người muốn được đặt chân đến nước Anh và xem Chelsea thi đấu ấy. Và đây là trận với cả Derby County. Carabao Cup. Trận này thì là lý do mình đi xem bởi vì là Lampard là huấn luyện viên trưởng của Derby County, cho nên là mình đã mua, bởi vì là những năm trước thì mình không được đi xem Lampard đá, cho nên là mình cũng muốn được một lần thấy anh đứng ở trên Stamford Bridge. Trận này cũng đá trên Stamford Bridge luôn phải không? Đúng rồi. Tất cả những cái vé mình đi xem thì trừ trận FA Cup ra, còn lại tất cả là mình xem ở sân nhà. Mình được biết là Linh cũng là một người đã từng đến rất nhiều các sân vận động ở châu Âu. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ chèn các ảnh đó vào video clip cho các bạn thấy. Nhiều, rất là nhiều sân luôn. Nào là từ công viên các hoàng tử này, Arsenal này, Emirates, Stamford Bridge, rồi lại Old Trafford. Rất là nhiều, rất là nhiều. Ok, quay trở lại. Thì mình thấy cái này là cái gì? Cái này là sạc dự phòng. Sạc dự phòng á? Đúng rồi. Chelsea cũng là sạc dự phòng luôn à? Mình cũng thấy rất là đặc biệt, cho nên mình cũng muốn mua về thử xem thế nào. Trông cũng khá là xinh đúng không? Nhưng mấy ông Chelsea làm nhiều món nhỉ? Không phải sạc dự phòng luôn. Có cái đánh răng và chả đánh răng gì không? Mình cũng không biết là có hay không, nhưng mà như mình không mua. Bên này thì là mình thấy có một lon nước, bình nước. Bình nước này là bình nước không? Mình cũng không biết có phải là giữ nhiệt hay không, nhưng mà mình thấy nó đặc biệt bởi vì có chữ ký của rất nhiều cầu thủ. Có ai đấy như bạn thể? Theo như mình nhìn thấy ở đây là có Courtois này. Oscar này. Đây là Caillou. Caillou, đây là chữ ký sống luôn phải không? Ừ, đúng rồi. Rất là đặc biệt. Đã. Bên này thì là có một chú lợn đất. Mình cũng không biết là đựng được bao nhiêu tiền vào đây, nhưng mà mình thấy nó khá là cute, cho nên là cũng mua về. Đây đúng kiểu đồ lưu niệm luôn đấy. Ừ. Với cả là lúc mình mua thì nó cũng khá là rẻ, cho nên là tại sao mình không mua về làm kỷ niệm nhỉ? Rất là nhiều món đồ luôn. Giờ chúng ta cùng giới thiệu cái cặp sách này đi. Đây là cái cặp sách không? Ừ, đây là một cái túi đeo. Thực ra thì mình cũng chưa bao giờ dùng với nó, bởi vì là lúc mà mình mua membership thì nó được tặng kèm. Nhưng mà lúc mà mình mua membership thì mình chọn của teen cơ. Có nghĩa là nó sẽ tặng những cái đồ mà cho lứa tuổi đấy phải không? Lứa tuổi đấy. Okay. Thế là mình thấy cái này có khá là trẻ con so với mình. Nhưng mà không sao, giữ lại làm kỷ niệm cũng được. Và thậm chí là mình có thể cho thằng em mình. Thì thấy rất là đẹp mà. Con gấu này cũng rất là đẹp mà. Con gấu này mặc áo Chelsea luôn này. Con gấu này hả?
bạn mặc áo cho nó hay là nó như thế sẵn đấy? Đây là áo của mình mà mình mặc cho nó bởi vì nó vừa. Mình tưởng mua hẳn con gấu của Chelsea cơ. Chỉ có con bé bé như thế này thôi. Ừ, đâu con này con sư tử này. Đúng rồi, con này con sư tử. Cute đấy, cute. Cái khăn của nó, cái khăn của con gấu này còn. Khăn này thì mình khá là tự hào với nó bởi vì lúc mình mua thì nó đang khá là rẻ. Nhưng mà nó lại khá là độc bởi vì là mình chưa thấy ai có cái chiếc khăn giống mình hết. Và mình rất tự hào với nó. Khăn này khi mà cổ vũ thì các cổ động viên hay giơ lên đầu. Đúng rồi, giơ lên. Đó, giơ lên. Một đặc trưng của ngoại hạng Anh. Thế còn đâu nữa nhỉ, có rất nhiều bên này đi. Bên này có một cái hộp, hộp gì đó. Hộp này là đồ của membership năm vừa rồi, mùa vừa rồi luôn. Để mở ra xem nào. Các bạn xem. Wow, chúng ta thấy những đồ được thiết kế rất là đẹp, rất là... Đây là một cửa sổ. Chưa khui luôn. Đây là cái bút này. Đâu đâu, mình xem cái bút này, bút làm gì đâu. Thực ra nó cũng không có gì đặc biệt đâu. Ok, cái bút. Đây hình như là đầu chuyển. Đây là đầu iPhone. Chuyển, đầu chuyển rắc rắc cắm. Thế mình cũng không biết phải dùng vào cái gì luôn. Đây là đôi găng tay. Wow, găng tay. Găng tay này thì hình như là đi vào quốc gia hay đeo. Mình nhớ lại. Tức là mùa đông mình thấy trong đội hình Chelsea có mấy ông đeo quốc gia hay đeo hồi xưa. Còn đây là DVD membership của mùa 17-18 đi kèm, có nghĩa là nó sẽ tổng hợp lại tất cả những cái highlight này hay là những cái gì có trong cái mùa đó. Những món đồ rất là độc. Ở Việt Nam sẽ khó mà mua được cái món đồ như này. Nhưng mà tại vì cái này là kể cả ở trong store ở bên kia thì mình cũng khó mà mua được. Tại vì nó là dành cho membership thôi. Cô gái rất may mắn. Bên này là một cái túi nó không? Túi rút. Túi này giống với túi mà Kante đang dùng các bạn ạ. À, túi đựng giày phải không? Cái này đựng cái gì cũng được. Nhưng mình thấy cầu thủ hay dùng đựng giày. Anh em đi đá phủi, đi đá bóng cũng hay cầm túi rút. Ok. Vậy phía bên này có cái gì? Mình thấy cái hộp gì nhỏ nhỏ ở đây? À, đây thì là một chiếc bút khá là đặc biệt. Bút nữa cơ à? Ừ, để mình xin mở cho bút các bạn à. Xem. Để Chelsea làm cái. Đây là chiếc wow, bút. Rất là đẹp. Chiếc bút này nó đặc biệt ở một chỗ là Chelsea này. Các bạn có thể không thể mua ở bên ngoài. Bởi vì nó không hề bán ở bên ngoài mà nó chỉ đi kèm khi mà các bạn mua về vé VIP. Ừ. Rồi VIP thì mới được tặng kèm cái bút này phải không? Đúng rồi, cho nên là nó cũng khá là đặc biệt. Trên tay mình bây giờ là một quyển lịch. Nhìn có vẻ giống cái đĩa đúng không các bạn? Nhưng mà nó là lịch đấy. Thì mình bóc cho các bạn xem. Lịch à? Nhìn lạ nhỉ. Lịch này là lịch của mùa 2016-2017. Đây. Wow. Như thế này này. Có rất nhiều đâu để mình có thể đưa vào. Lịch này theo từng tờ à? Đúng rồi, là cứ mỗi tháng là một tờ. À. Và nó có rất nhiều những cái ảnh. Đâu, có thể từng cái ra một. Ảnh từ ngày xưa. Để từng cái ra một. Đâu, này là từ hồi xưa xưa lắm luôn rồi. 17. Cái này chắc bố mình chưa xem. Đây là khán đài Chelsea rất là đẹp. Cái cổ động viên Chelsea rất là đẹp. Đây cũng từ rất lâu luôn rồi. Rất lâu luôn. Ảnh trắng. Đây. Ảnh rất là đẹp luôn. 1905 là ngày gì? Là năm đây, năm thành lập của Chelsea. Thành lập của Chelsea, ok. Đây là sân đẹp Fabric. Đây chắc là từ tập phải không? Đúng rồi. Training. Vô địch. Đây là cúp. Đội trẻ. Đây đội trẻ. Đội trẻ. Em là Jude mà. Ừ. Đây là Terry với Conte này. Terry. Đó. Conte bây giờ sang Inter Milan rồi. Đây là những hình ảnh rất đẹp. Đây là sân từ ngày xưa. Tại phong vị ngày xưa và chưa xây hơn đài. Đó, thế rồi. Những món đồ rất là bá đạo. Không biết là ở Việt Nam có ai có nhiều món đồ bá đạo như này không. Một bộ phận nữ phan Chelsea. Vâng. Bên trong hộp này còn gì không nhỉ? Bên trong hộp này chỉ còn
trên DVD. Ừ, đây mới là đĩa này. Thì nó là, nó cũng giống như đĩa DVD của cái lúc nãy mình cho các bạn xem. Nhưng mà cái này là của mùa 16-17. Ừ, ok. Đĩa DVD mùa 16-17 của Chelsea. Bên dưới nó sao không phá kia sao cái hộp này của 16-17. Đây là đẹp. Bên này chúng ta còn có gì nào? Đây là membership của mùa vừa rồi. Membership mùa vừa rồi. Nó chỉ là có một cái thẻ thôi nhưng mà nhìn trông rất là đẹp đúng không? Ừ, đẹp. Ở bên là Tây mình... là rất chỉ chu, cái gì rất chỉ chu. Và lần này mình cũng mua team member. Bởi vì mình thấy là team member thứ nhất là nó rẻ hơn. Thứ hai là mình được rất nhiều đồ. Cho nên là mình giúp bạn mua team. Team member là như nào? Team member có nghĩa là team, cho team là, member, team member là cho những bạn dưới 18 tuổi. Tuy nhiên mình không dưới 18 tuổi nữa rồi. Đấy. Nhưng mà vẫn mua được. Lách luật có thể không? Lách thực à? Ra cũng không phải là lách luật mà các bạn có thể khai gian mà, không sao đâu. Không nên khai gian tôi thì không. Bên này có một cái quyển sổ màu đen. Là quyển sổ gì đây? Đúng, các bạn biết là cái gì đấy? Nhìn ra là đen. Nhìn nước ra là căn tê vậy. Wow. Đây là tổng hợp những cúp mà Chelsea có. Tổng hợp những chiếc cúp mà từ trước đến giờ Chelsea có. Đúng rồi, đến năm 2015. Bên này thì là một tấm poster. Thực ra thì cái này mình có khi mà mình đi đi tour của sân. Bên dưới là chữ ký của bạn. Không phải, chữ ký của Mourinho. Của Mourinho à? Đúng rồi. Mắt mình lé mà. Linh Nguyễn. Chỉ có tên của mình thôi và chữ ký của Mourinho. Cái này bây giờ cũng rất là quý bởi vì là bây giờ khi các bạn đi vào sân ý thì các bạn sẽ không được cái này nữa. Cho nên là mình cũng thấy nó là một cái kỷ niệm khá là quý đối với mình. Nhìn lại thấy quý, ở trong này mình thấy cái gì cũng quý. Thì mình chưa được thể có cơ hội mà đi sang Anh. Bên này là cái cờ rất đẹp. Cờ này cũng là ở trong bộ của membership mùa vừa rồi. Bên kia có cái cờ kìa. Cái cờ này thì cũng là trong membership nhưng mà từ mùa 14-15 nếu mà mình không nhớ nhầm. Những cái cờ này thực ra tuy không có gì đặc biệt nhưng mà mình thấy nó khá là độc bởi vì hình như là không có ai có cái giống như thế thì phải. Chiếc cờ này lấy xa cán nào mà nó chân đi quẩy này. Đúng rồi. Nãy giờ mình chưa thấy có cái áo nào nhỉ? À, áo thì mình để hết ở trong tủ quần áo rồi. Ờ, có tủ quần áo, ok. Đây có một cái áo này. Đây là một cái đại diện. Áo này thì là cái áo nam, áo đấu nam duy nhất mình mua. Đây là mình mặc áo bằng... này là cái này mùa nhớ tầm 2 mùa trước rồi. Cái này là mùa sau khi vô địch Premier League mùa 14-15. Cho nên là các bạn có thể thấy cái badge nó màu vàng. À, sau khi mà đội nào sau khi vô địch thì đội vô địch sẽ mùa sau sẽ được có logo màu vàng. Đúng rồi. Thì xịn sò các bạn. Linh Miu. Đây là nickname cũ của mình. Và vẫn là số 8 ạ. Nhìn chiếc áo rất là xịn sò. Trước giờ mình toàn mặc áo fake các bạn ạ. Lần đầu tiên thì cái áo âu nhìn đẹp đấy. Thực ra thì tủ quần áo của mình cũng không có quá nhiều áo đấu của Chelsea nhưng mà hầu hết tất cả những áo này, hầu hết tất cả những áo này là mình đều là hàng âu. Mình đã dành dụng một số tiền không nhỏ để mình mua nó. Nhìn ra đấy sang rồi. Đấy, bạn có thể đây là một cái áo, một cái áo khoác. Các bạn có thể cái mắt áo cũng có logo Chelsea không? Chịn sò nhờ. Nếu chị ông Chelsea này cái gì có thể làm? Từ mắc áo đến sắp dự phòng, cái gì có logo Chelsea? Đây là áo gió, áo khoác. Nó nhìn đẹp. Mình thấy nó khá là đẹp, mình cũng vừa mới mua mùa vừa rồi thôi. Màu sắc khá là đặc biệt, mang cái này đi lên sân xanh. Đúng nổi luôn. Như giống Brazil. Bên trong đây là một cái hoodie.
Hobby Chelsea. Nhìn trông rất là đặc đơn giản thôi nhưng mà nhìn màu là các bạn có thể thấy là rất Chelsea đúng không ạ? Rất là xanh. Rất xanh. The blue. À, áo này mình cũng được tặng. Được tặng. Đúng rồi. Tặng như nào? Bạn mình đặt về nhà cho mình. À. Và áo này cũng là hàng UK. Bởi đấy mới là bạn tốt các bạn ạ. Bạn tốt phải như thế. Bạn mình chẳng ra thất thất áo cho mình. Còn hai cái áo này thì thực ra là không phải là hàng mua bên kia mà chỉ là hàng ở Việt Nam thôi. Nhưng mà có một bạn. Bạn ý đã đặt mua của một chị chuyên bán đồ Chelsea. Và bạn ý đặt về nhà cho mình. Cũng rất đẹp. Vâng, cũng rất là đẹp và mình cũng rất là cảm ơn bạn ý. Cũng không biết là bạn ấy có muốn mình nói tên lên đây không nhưng mà mình rất là cảm ơn bạn ý ạ. Tiếp theo là một cái áo. Đây là áo của We Are Champion CFC Việt Nam. Áo hồi mùa 2016-17 khi mà Chelsea vô địch Premier League. Thì mình được CFC Việt Nam cho cái áo này. Ok, tiếp theo chúng ta còn hai cái áo nữa. Đây. Cái áo nữ này, nhìn cái áo nữ. Cái áo dáng áo nữ này. Các bạn có thấy cái badge là màu vàng đúng không ạ? Màu vàng đúng không ạ? Là áo này là sau mùa vô địch 2016-2017. Nhưng mà đội nữ Chelsea vô địch à? Không phải đội nữ Chelsea vô địch, đội nam. Đội nam vô địch mà nữ cũng được luôn à? Nhưng mà nó chỉ là cái áo nữ thôi mà. Tại vì mình thấy là mình mặc áo nam như là bơi trong áo ấy, cho nên là mình đành phải mua áo nữ. À, tức là đây là áo Chelsea nam phiên bản nữ chứ không phải là áo của đội nữ. Đúng rồi. Thực ra là áo thì nam với nữ mặc mình thấy cũng ấy thôi, chẳng qua là mình nghĩ là bản này là bản fan, còn bản cho nữ riêng ấy thì nữ thi đấu ý mình nữ thi đấu kìa. Nữ thi đấu thì mình không nghĩ là nó bó như vậy. Theo mình thấy là như thế. Có thể. Nó không làm cái cổ trễ xuống được. Trễ quá thì không mặc được. Vâng, và áo... thế nên là áo cuối cùng, áo của mùa vừa rồi. Áo năm nay phải không? Đúng rồi, thân quen. Áo của mùa vừa rồi. Bên dưới này, dưới này có gì? Logo gì tên? À, cái này nó là check hàng Âu hay không của Nike. Chỉ mua hàng Âu của Nike cũng được, không biết các bạn. Lee Sammy, đây là nickname mới phải không? Đúng rồi. Thực ra nó cũng không mới lắm nhưng mà nó mới hơn so với cái áo kia. Cho nên là các bạn hãy cứ gọi tên mình như thế nha. Ok. Đến đây thì số review bá đạo lần này cũng xin phép được kết thúc. Như thường lệ thì mình vẫn sẽ nói rằng số sau các bạn muốn mình review về cái gì xin hãy comment xuống bên dưới. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhớ ấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số review bá đạo tiếp theo.